Những hồ nước độc đáo nhất thế giới, phần 1. Thế giới tự nhiên không thiếu những kỳ quan độc đáo với vẻ đẹp hoang sơ đang chờ con người khám phá. Điển hình trong số đó là những hồ nước. Từ lâu chúng đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà thám hiểm và khách tham quan, không phải bởi kích thước lớn hay cảnh quan xung quanh xinh đẹp, mà bởi chúng ẩn chứa quá nhiều điều thú vị. Thú vị đến mức con người khó lòng lý giải. Hillier, hồ nước màu hồng, mặn ngang biển chết. Ngoài khơi bờ biển phía tây nam Australia, có một chuỗi các hòn đảo tên là Hoshesh. Quần đảo này xuất hiện trên bản đồ thế giới sau khi được nhà thám hiểm người Anh Matthew Flinders khám phá vào năm 1802. Khi thám hiểm Hoshesh, đoàn của Flinders nhận thấy đây là vùng đất tự nhiên, không có người ở, được bao phủ bởi những cánh rừng bạch đàn và rừng tràm dày đặc. Ngạc nhiên hơn, ông còn nhìn thấy một hồ nhỏ màu hồng ở phía đông bắc. Sau đó, ông đặt tên cho nó là hồ Hillier, theo tên của một thuyền viên đã qua đời vì bệnh lỵ khi tàu vừa cập bến. Sau khi kiểm tra, các thuyền viên phát hiện hồ Hillier có chiều dài khoảng 600m, rộng 250m, được bao quanh bởi một dải cát hẹp. Nước hồ Hillier có độ mặn cao tương đương biển chết và con người có thể thu hoạch muối từ bờ hồ. Theo các nhà khoa học, màu hồng của hồ Hillier được tạo thành từ Dunaliella salina, một loài vi tảo ưa mặn, hay sống trong ruộng muối biển. Nước hồ đậm màu đến mức nếu có ai đó múc một cốc nước từ hồ lên, nước trong cốc vẫn có màu hồng. Dù vậy, màu sắc này sẽ được nhận thấy rõ ràng nhất khi con người đứng từ trên cao nhìn xuống, bởi lẽ lúc đó màu hồng sẽ bị tương phản mạnh mẽ với màu xanh của những cánh rừng xung quanh. Nhiều du khách thường xuyên đặt câu hỏi, loại tảo Dunaliella salina đó có ảnh hưởng gì đến việc bơi lội trong hồ hay không? Đại diện đảo Middle thuộc quần đảo Hoshesh khẳng định nó hoàn toàn vô hại. Chưa kể, nhờ nồng độ mặn trong hồ cực cao nên du khách có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước. Kể từ năm 2002, hồ Hillier đã được coi là một vùng đất ngập mặn có ý nghĩa quan trọng của vùng. Nhờ màu sắc đặc biệt nên nó trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ. Những người coi màu hồng là màu tượng trưng cho sự lãng mạn và hạnh phúc. Gần nhất vào năm 2012, hồ Hillier đã nằm trong ranh giới của khu bảo tồn Hoshesh Archipelago. Grand Prismatic, hồ nước sôi có màu sắc siêu rực rỡ. Nhắc đến du lịch Mỹ, người ta nghĩ ngay đến một đất nước có nhiều thắng cảnh và kỳ quan thiên nhiên độc đáo. Trong đó, hồ nước nóng Grand Prismatic là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Grand Prismatic là một hồ nước nóng thuộc hệ thống vườn quốc gia Yellowstone, bang Wyoming. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là hồ nước nóng lớn nhất Hoa Kỳ và lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau hai hồ nước nóng Boiling Lake của Dominica và Frying Pan Lake của New Zealand. Được các nhà địa chất phát hiện vào năm 1871, Grand Prismatic có đường kính 90m, sâu 50m. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách bởi những khối màu rực rỡ đan xen đầy mê hoặc cùng những cột khói bay lên do nước nóng, khung cảnh thường thấy trong các bộ phim viễn tưởng về những hành tinh khác ngoài trái đất. Bên cạnh đó, Grand Prismatic còn có cơ chế thay đổi màu sắc theo từng mùa, giống như một chú tắc kè hoa giữa rừng cây khắc nghiệt, tạo nên một vẻ đẹp có 102 trên thế giới. Theo đó, vào mùa xuân, hồ trở thành một bức tranh sống động, đầy sắc màu, từ cam, đỏ, vàng đến xanh lá cây, xanh da trời. Đến mùa hè, bức tranh chủ yếu mang sắc đỏ cam, và mùa đông, màu chủ đạo sẽ chuyển sang xanh lá đậm và xanh dương. Vẻ đẹp của Grand Prismatic vô thực đến nỗi khi nhìn vào ảnh chụp, nhiều người đã lầm tưởng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop hoặc là chỉnh màu ảnh quá đà. Trong quá khứ, hồ nước này từng được coi là chỉ có trong lời đồn, là một câu chuyện được thêu dệt nên bởi những người mắc chứng ảo giác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã có câu trả lời cho hiện tượng thay đổi màu sắc độc đáo của hồ nước nóng này. Theo đó, hiện tượng đổi màu bắt nguồn từ những vi khuẩn sắc tố vốn đã phát triển thành thảm vi sinh vật xung quanh hồ. Do tỷ lệ chất diệp lục của vi sinh vật và nhiệt độ của nước thay đổi theo các mùa, nên màu sắc của nước trong hồ mới có sự thay đổi kỳ diệu đến vậy. Nhờ vẻ đẹp hút hồn nên mỗi năm Grand Prismatic đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan. Tuy nhiên, ngoài trừ việc phục vụ cho mục đích thưởng ngoạn, hồ nước này hoàn toàn không có giá trị sử dụng nào khác bởi vì nhiệt độ nước của nó rất cao, có khi lên tới 87 độ C. Naos, hồ nước tự thân đáng sợ nhất thế giới.
Naos là một hồ nước nổi tiếng ở Cameron. Nhìn bên ngoài, nó không khác gì một hồ nước miệng núi lửa thông thường, với sự yên ả và phong cảnh đẹp. Thế nhưng vẻ đẹp ấy lại chứa đựng một bí mật mà mắt thường không thể nhìn thấy được, khiến Naos mệnh danh là một trong những hồ nước nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong lòng hồ Naos không có bất kỳ con thủy quái đáng sợ nào, thế nhưng vào một số dịp đặc biệt, nó sẽ nổ tung và giết chết tất cả mầm sống xung quanh. Lý do rất đơn giản, hồ Naos có chứa một lượng lớn khí CO2 do núi lửa gần đó thải ra. Thông thường CO2 sẽ tồn tại dưới lòng hồ sâu thẳm, nhưng chỉ cần một chấn động lớn, lượng khí đó sẽ bùng nổ gây hậu quả khó lường. Chuyện gì tới cũng tới, vào ngày 21 tháng 8 năm 1986, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía hồ nước Naos khiến những người nông dân sống xung quanh bàng hoàng. Cuộc điều tra sau đó kết luận, tiếng nổ được tạo ra bởi một vụ sạt lở. Nó đã gây chấn động hồ, từ đó giải phóng lượng lớn khí CO2. Không lâu sau đó, từ mặt hồ Naos, đám mây CO2 cao khoảng 100m lan ra xung quanh. Nhiều trang báo gọi đây là đám mây tử thần, bởi nó đã khiến người dân quanh khu vực hồ ngạt thở tới chết. Các báo cáo cho thấy những người sống cách hồ Naos 25km cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tờ Forbes viết rằng, những người sống sót kể lại, họ ngửi thấy mùi lạ và một đám mây trắng xuất hiện. Sau đó, người thân của họ lần lượt gục xuống và không bao giờ tỉnh lại. Một số trường hợp tìm đến hồ sau khi nghe tiếng động lạ cũng đã bỏ mạng. Những người đóng kín cửa nhà may mắn thoát chết. Dù vậy, khí độc vẫn có thể len qua các khe hở và giết chết một số người đang nằm ngủ trong phòng. Thảm họa năm đó đã khiến 1.746 người và hơn 3.500 gia súc bỏ mạng. Thế nên từ đó, hồ Naos được gọi là hồ nước tử thần. Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất và bí ẩn nhất thế giới. Hồ Baikal ở Nga có diện tích 31.722 km2, hình thù giống như một chiếc lưỡi liềm khổng lồ. Đây là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới và điểm sâu nhất lên tới 1.642m. Baikal cũng là hồ có trữ lượng nước ngọt không bị đóng băng lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Theo tính toán, lượng nước này đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm. Hồ Baikal còn sở hữu hệ động thực vật vô cùng phong phú, là nhà của hơn 2.500 loài động thực vật, trong đó có đến 2/3 loài chỉ cư trú và sinh trưởng tại nơi đây. Một số loài động vật quý hiếm nổi tiếng có thể kể đến loài hải cẩu Nepa Baikal, loài cá Kolomianka độc đáo với thân mình trong suốt, đẻ ra cá con thay vì đẻ trứng như cá bình thường. Đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác hồ Baikal đã bao nhiêu tuổi. Hầu hết các giả thuyết đều cho rằng tuổi của nó dao động khoảng từ 25 đến 30 triệu năm. Nếu giả thuyết này là đúng, thì Baikal sẽ là hồ nước lâu đời nhất trong số các hồ cổ xưa. Thông thường, các hồ nước không sống được quá 10 đến 14.000 năm, bởi vì sau khoảng thời gian này, chúng có xu hướng bị bùng hóa và biến thành đầm lầy. Có rất nhiều bí ẩn liên quan đến hồ Baikal được người đời truyền tay nhau, ngay đến sự ra đời của nó cũng tràn ngập màu sắc ly kỳ. Có chuyện kể rằng, một thiên thạch đã đâm vào trái đất và tạo ra một vết nứt lớn, sau này chính là hồ Baikal. Một câu chuyện khác về hồ xoay quanh người đàn ông đầy quyền lực tên Baikal. Thuở xưa, Baikal có một cô con gái vô cùng xinh đẹp tên Angara. Để bảo vệ con gái, Baikal đã nhốt cô trong một tòa tháp cao, nhưng cô lại đem lòng yêu chàng Genisi và trốn cha đi theo người yêu. Khi Baikal biết chuyện, ông đã nổi giận và nguyền rủa Angara ném một mảnh núi vỡ chắn đường không cho nàng gặp Genisi. Angara khát khô cổ họng, cô van nài cha tha lỗi và cầu xin ông ban cho nước uống. Nhưng Baikal trả lời rằng ông chỉ có thể cho cô nước mắt. Đó là lý do vì sao hai nhánh sông Angara và Genisi thuộc hồ Baikal tạo thành hình một giọt nước mắt như ngày nay. Còn có một câu chuyện khác về hồ Baikal. Theo đó, khi những người đầu tiên đặt chân tới vùng này, họ không có dấu tích của nước. Mọi người tìm kiếm rất lâu nhưng vô ích. Họ chán chường, thất vọng và tức giận cho đến khi một người hành hương xuất hiện. Người đó cảm thương số phận của các cư dân sắp chết khác, nên quyết định xé trái tim từ lòng ngực ném xuống đất. Quả tim phá vỡ từng đất dày phía dưới chân và nước từ đó tuôn ra xối xả, tinh khiết, tạo thành hồ Baikal như ngày nay. Với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo cùng thảm động thực vật phong phú, hồ Baikal đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1996. Hàng năm, có rất nhiều du khách vẫn đến đây, đến với những bí ẩn và truyền thuyết về vùng đất thiêng của người Buryat. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!